kiện hữu ích cần thiết dành cho máy ảnh Sony. Trong video này mình sẽ chia sẻ những cái phụ kiện mình hay sử dụng trong quá trình tác nghiệp cũng như đi du lịch, và mình nghĩ nó là những cái phụ kiện rất là hữu ích cho các bạn mà các bạn cần cân nhắc để tham khảo và sử dụng. Và những cái phụ kiện này không chỉ hữu ích riêng cho máy ảnh Sony đâu, tất cả các dòng máy ảnh khác nó đều có sản xuất những cái phụ kiện tương thích như vậy. Và dĩ nhiên trong video này mình sẽ không chia sẻ những cái phụ kiện mà chắc chắn chúng ta phải có, ví dụ như là thẻ nhớ pin hoặc là tripod nhé. Đầu tiên đó chính là cái mình đang cầm trên tay, chính là một chiếc khung sắt dành cho máy ảnh. Kể từ hồi biết cái khung sắt này, mình sử dụng và mình trải nghiệm nó, mình đã mua thêm cho tất cả các máy ảnh A6000, một số máy khác, những máy có gắp được khung sắt này mình đều lắp. Lý do quan trọng nhất đối với mình để sử dụng khung sắt cho các loại máy ảnh đó chính là cái tác dụng bảo vệ của nó. Và nhìn những cái vết xước ở trên khung sắt này, các bạn có thể thấy được là nếu mà không có khung sắt ấy thì máy ảnh của mình đã phải chịu bao nhiêu cái xước sát hoặc là những cái va chạm, hoặc kể cả những cái cú tì đè ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến máy. Bình thường cái tên gọi quốc dân của nó là khung sắt, nhưng mà thực chất là nó bằng hợp kim nhôm. Mình đã dùng nam châm để già qua và thực chất nó bằng hợp kim nhôm rất là nhẹ, nam châm nó không hút. Tuy nhiên cái ngôn ngữ quốc dân anh em hay gọi nó là khung sắt rồi, nên trong video lần này mình cứ gọi nó là khung sắt nhé. Ngoài cái chức năng chính là bảo vệ cho máy ra thì cái khung sắt này nó sẽ khiến cho cái body của chúng ta to hơn, cầm đầm tay hơn và nhìn có vẻ gì đó chuyên nghiệp hơn. Tác dụng thứ hai của những chiếc khung sắt như thế này là chúng ta có thể upgrade rất là nhiều những cái phụ kiện, ví dụ như đèn, mic, những cái phụ kiện ghi âm, thu âm đều có thể lắp lên những cái lỗ ở trong cái khung sắt này. Nó có rất nhiều lỗ, có những kích thước ốc khác nhau. Tác dụng tiếp theo của nó đối với những cái máy ví dụ như A6400, A6600 ấy, khi các bạn sử dụng để quay vlog hoặc các bạn dùng để thu âm, nó sẽ có một cái mic gắn ở trên đầu này, cái hot shoe ở trên, và cái quá trình đó đôi khi cái mic đó nó sẽ chắn cái màn hình lật. Các bạn có thể để ý ở A6400, A6600 ấy, chúng ta không thể nhìn được trong màn hình có cái gì. Và ở trên những cái khung sắt này nó thiết kế rất là thông minh, nó có những cái hot shoe ở đây này, nó có những cái hot shoe, nó có những cái đế, và chúng ta hoàn toàn có thể lắp mic vào những cái phần đế ở phía ngang như thế này, và màn hình chúng ta hoàn toàn có thể lật ở đây. Chúng ta có thể lật màn hình lên và nó sẽ không ảnh hưởng bởi vì mic của chúng ta đã được lắp ở bên này rồi. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm không lo cái hiện tượng mic nó chắn ngang cái màn hình. Một điều quan trọng mà mình không thể không kể đến, rất hữu ích dành cho dân quay phim, khi các bạn quay bằng gimbal ấy, gắn các cái lens dài vào phình to, nếu các bạn gắn trực tiếp vào máy và đế trượt gimbal thì nó sẽ bị cái hiện tượng cấn phần thân lens, và lens của chúng ta sẽ bị xước, sẽ bị va chạm và tổn thương đến lens. Ví dụ như trường hợp mình dùng Sigma 16F1.4 này để cho lên cái gimbal WebuS, theo trình tự chúng ta sẽ gắn một cái đế lên máng để máy cao hơn, bởi vì WebuS người ta sản xuất ra cái đế này cho những trường hợp lens dài và phình to, nó sẽ cấn vào cái thành nên những cái đế này sẽ giúp cho máy cao hơn. Vì thế mà phần thân lens nó sẽ không tì vào. Theo mình thấy thì cái đế này thiết kế bằng hai con ốc rất là ok. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng một combo nhé, quay với gimbal thì các bạn cứ để nguyên cái đế này lên máng trượt và sử dụng hàng ngày nhé. Tuy nhiên thì mình là một tín đồ của lens fix, mình là tín đồ của những cái lens một tiêu cự ấy, và mình sẽ thay lens liên tục. Và trong cái quá trình thay lens, những cái đế đó chúng ta sẽ phải di chuyển qua lại, nó sẽ rất là bất tiện. Lens fix 16 vào một cảnh khác bạn chuyển sang lens fix 85 f1.8 chẳng hạn thì các bạn sẽ phải thay lens, và sau đó các bạn sẽ phải tháo cái đế, các bạn sẽ phải di chuyển cái đế đó để cân lại gimbal. Nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Dĩ nhiên là với những con lens nhỏ, ví dụ như con lens 35mm f1.8 này, hoặc là một số lens kit, một số lens nhỏ khác, thì chúng ta không cần phải sử dụng đến cái đế đó. Chúng ta có thể gắn trực tiếp máy lên mà cái lens nó không hề chạm vào cái thành. Tuy nhiên với những cái lens như lens Sigma 16F1.4, lens Sony 18-105mm4, những cái lens to ấy, chúng ta chắc chắn phải sử dụng cái đế đó. Và vấn đề được giải quyết khi chúng ta sử dụng khung sắt. Những cái khung sắt như thế này nó có phần đế khá là dày đây. Cái phần đế này nó sẽ thay cho cái đế mà nâng cái máy lên của gimbal ấy, nó sẽ làm cho máy cao hơn. Mỗi lần thay lens chúng ta chỉ cần dịch đi dịch lại máy của chúng ta thôi, để cân gimbal nó sẽ nhàn hơn rất nhiều so với việc sử dụng cái đế mà có hai con ốc kia. Chúng ta sẽ phải tháo hai con ốc và căn chỉnh khá là mất thời gian. Nếu mà cái khung này làm bằng sắt thì nó sẽ khá là nặng, nhưng mà như mình đã nói ngay từ đầu, khung này được sản xuất bằng hợp kim nhôm khá là nhẹ và trọng lượng của nó chỉ khoảng 160g thôi. Và so với cái đế gimbal kia nó đã rơi vào khoảng 80g, 60-80g rồi, thì mình nghĩ việc sử dụng khung sắt này nó sẽ tiện hơn, nó chỉ nặng hơn một chút thôi. Chúng ta sẽ không mất đi cái cảm xúc khi quay phim thay lens mà chúng ta lại phải tháo cái đế đó ra, tháo hai con ốc ra liền và dịch đi dịch lại ấy. Nó sẽ rất là tụt mốt, tụt cảm xúc. Cái phụ kiện thứ hai mà mình muốn giới thiệu nó khá là hữu ích, nhất là cho vlogger, youtuber, hoặc là khi bạn đi du lịch một mình, bạn muốn chụp ảnh mình và gấu, hoặc bạn muốn tự sướng mình như thế này này, thì không phải ai cũng sở hữu những cái máy ảnh như thế này để có thể chụp và quay tự sướng bản thân. Và cái gương này ra đời, nó sẽ biến những cái máy ảnh không thể lật được 180 độ. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.
Đây là chiếc Sony A6000 nhá, nó chỉ là được đến đây thôi. Và trên thực tế khi làm vlog, chúng ta để máy như thế này làm vlog, chúng ta không thể biết được khuôn mặt mình như thế nào, không thể biết được là đã bấm nút quay hay chưa. Và bây giờ mình sẽ set up cái gương này lên máy nhá. Để set up gương lên máy, chúng ta sẽ lắp vào cái hot shoe ở đây này. Gương này nó có sẵn cái đế hot shoe này, chúng ta chỉ cần lắp vào như thế này nhá, thì các bạn có thể lật nó lên 90 độ như thế này. Chúng ta có thể làm vlog, chúng ta có thể nhìn được bản thân mình như thế nào. Mình cho các bạn xem nhá. Đây, các bạn nhìn vào cái gương vlog này, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy gương mặt mình ra làm sao. Các bạn có thể nhìn thấy các thông số quay, các bạn có thể nhìn thấy các vùng cháy sáng này. Và các bạn hoàn toàn có thể biết được là cái máy của mình đã bấm nút quay hay chưa, đã quay hay chưa. Mình có một kỷ niệm là khi mình làm một cái vlog, mình nói trong vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ liền. Như lúc mình đang chia sẻ với các bạn bây giờ này, mình trải nghiệm hết, mình trải lòng, mình nói trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và khi mình xem lại thì ôi thôi, mình chưa bấm nút quay. Bạn hiểu cảm giác lúc đấy nó rất là hụt hẫng ấy. Hụt hẫng và nó tụt cảm xúc. Cái giá của nó chỉ khoảng 180.000 đến 200.000 thôi là bạn có thể sở hữu một cái gương vlog như thế này. Và hơn nữa cái gương này này, nó có những cái hot shoe khác ở trên ở hai bên. Bạn hoàn toàn có thể gắn thêm một cái mic này, có thể gắn thêm đèn trợ sáng ở bên này, hoặc bạn có thể gắn thêm một cái phụ kiện nữa ở bên này. Và cái phụ kiện quan trọng và hữu ích thứ ba mình muốn chia sẻ trong video này đó chính là một cái sạc dự phòng kết hợp với cái đế sạc đôi 2 pin này nhé. Bộ phụ kiện này sẽ thích hợp với những bạn mà quay video hoặc là chụp ảnh với một cái cường độ lớn. Khi quay video thì các bạn biết pin nó sẽ tốn nhanh như thế nào, nhất là quay video 4K. Với con số 2 pin này cùng với một pin zin thì bạn có thể quay bằng 4K 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nhé. Dĩ nhiên bạn có thể mua hai bộ như thế này hoặc bạn có thể mua nhiều pin thêm, nhưng mình có một cái giải pháp rất là hữu ích cho các bạn mà các bạn không phải cầm quá là nhiều pin đi. Vì với cái đế sạc đôi này kết hợp với một bộ sạc dự phòng thì khi các bạn quay xong, các bạn có thể tháo pin ra, có thể tháo pin ra nhé, tháo pin ra như thế này và bạn thay một quả pin mới vào, sẽ thay một cái pin mới vào như thế này. Và bạn tiếp tục sử dụng máy để quay. Với cái pin cũ này này, pin hết, bạn tiếp tục cho vào đế sạc. Và sau đó bạn sẽ cắm cái sạc dự phòng vào. Với một cái sạc dự phòng khoảng độ 10.000 thì bạn có thể sạc được khoảng 2 lần với cái bộ đế sạc này cùng cái hai pin này. Bạn có thể mua một cái sạc dự phòng to hơn khoảng 20.000. Cứ quay xong chúng ta lại cho vào một cái đế này. Mình thì hay bỏ trong ba lô. Thì với những cái tác nghiệp một ngày quay thì các bạn có thể sử dụng thoải mái với cái đế này cùng sạc dự phòng. Cứ quay hết bạn lại cho vào đế, bạn thay pin, cứ tuần hoàn liên tục như vậy thì thời gian quay của các bạn sẽ khá là lâu. Khi nào hết cái cục sạc dự phòng này thì bạn mới hết sạch pin đúng không? Đây là một cái giải pháp khá là hữu hiệu dành cho anh em quay phim cả một ngày dài. Và ví dụ như là quay ngoài hiện trường không có ổ cắm điện ấy, với bộ sạc dự phòng này với cái đế sạc đôi này kết hợp với nhau, nó sẽ trở thành một cái combo tạo ra nguồn pin rất là lớn cho bạn. Cái sản phẩm đế sạc đôi và hai pin này thì mình có một lời khuyên, bởi vì mình đã dùng một vài hãng rồi thì mình cảm thấy cái bộ của RAV Power này của Mỹ này có độ bền rất cao và pin của nó rất là tốt, mình quay rất là nhiều và pin của nó, cái độ chai của nó rất là thấp. Hình như cái bộ sạc này bạn chỉ mua với khoảng 580.000 ở trên Shopee, bạn sẽ có một bộ sạc này cùng với hai pin nữa. Bạn sẽ có một cái đế sạc đôi này, hai pin và một cái dây sạc. Cái combo này khá là ổn dành cho các bạn quay phim và chụp ảnh nhiều nhé. Và vừa rồi là ba cái phụ kiện, bộ phụ kiện là mình nghĩ không thể thiếu dành cho anh em quay phim và chụp ảnh với cường độ lớn. Các bạn có suy nghĩ thế nào về những cái bộ phụ kiện này, hay các bạn đang sở hữu bộ phụ kiện nào trong những cái này, hãy để lại comment bên dưới nhé. Mình rất vui được đọc và để giải đáp những cái thắc mắc của các bạn, bởi vì mình đã trải nghiệm những cái sản phẩm này trong một thời gian khá là lâu. Đây là những cái phụ kiện mà mình cầm theo nhiều nhất trong khi đi làm, đi du lịch. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để xem review về lens, đồ quay phim và những cái video mình đi làm thực tế ở ngoài hiện trường nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.